Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tỵ tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch tháng này là một tháng khá tốt lành đối với người tuổi Tỵ. Tinh thần lạc quan tích cực sẽ khiến bạn cảm thấy mọi vấn đề mình gặp phải không còn quá to tát nữa. Bạn sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái những thành công nhất định cho mình. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bạn vốn là người thông minh, tài hoa, vì vậy bạn đừng ngại thể hiện điểm mạnh của mình và nhận những nhiệm vụ khó nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cất nhắc lên những vị trí đầy triển vọng. Chuyện làm ăn diễn ra tương đối thuận lợi trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Tuy nhiên, khi các cơ hội mở ra trước mắt, bạn cần quyết đoán và nhanh chóng nắm bắt hơn, đừng chần chừ, do dự, cân nhắc quá kỹ càng kẻo thời cơ rơi vào tay người khác các tinh tử vi cho thấy dù làm việc gì bạn cũng sẽ được hỗ trợ vì thế hãy cứ yên tâm nhé đáng tiếc là chuyện tình cảm chưa có nhiều tiến triển tích cực dường như bạn đang đặt công việc lên trên tình cảm nên chẳng muốn dành thời gian cho những người còn xa lạ người đã lập gia đình thì thường xuyên đi sớm về khuya không dành đủ sự quan tâm cho người thân thiết trước khi quan hệ giữa các thành viên trở nên lạnh nhạt thì bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp tử vi tuổi tỵ tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi tỵ có những bước phát triển đáng trông đợi trong tháng 11 âm lịch này. Nếu biết sử dụng trí thông minh và tài hoa của mình thì chẳng có thử thách nào là quá khó vượt qua với bạn. Thậm chí, bạn còn có thể tự mở lối đi riêng, gặt hái được thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Bản tính hiền hòa, biết cư xử giúp bạn dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, gây thiện cảm với nhiều người xung quanh vì thế bạn không chỉ nhận được nhiều sự giúp đỡ khi vướng phải khó khăn mà còn được giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý điều duy nhất mà con giáp này cần phải thay đổi chính là bản tính do dự thiếu quyết đoán của mình bạn cần tin tưởng vào năng lực của bản thân hơn để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi thời cơ xuất hiện đồng thời nếu cảm thấy bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn bạn cũng có thể trao đổi chia sẻ với những người giàu kinh nghiệm hơn bởi ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích các tinh tử vi cho thấy bạn có cơ hội gặt hái thành công vào ngay tháng này. Nhiều yếu tố thúc đẩy khiến bạn cảm thấy làm việc gì cũng thuận lợi, thậm chí thách thức xuất hiện cũng là lúc bạn nhận ra thế mạnh của mình là gì và khẳng định bản thân. Tử vi tuổi tỵ tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Tháng 11 năm 2021 âm lịch, con đường tài lộc cũng khá rộng mở đối với người tuổi tỵ. Những thành công trong công việc giúp bạn được nhận một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. khá đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn tạo động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới người làm ăn kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với khách hàng đối tác đem về nguồn lợi nhuận khả quan hơn đây là thành quả bạn đã lao động vất vả từ trước đó rất lâu mới có được chứ không phải là công lao chỉ trong một ngày một tháng quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội đầu tư làm ăn hiếm có Lúc này, bạn nên tự tin hơn nữa để có thể chấp nhận cơ hội, chấp nhận thử thách, đừng chân trừ do dự kẻo cơ hội trôi qua mất. Khi băn khoăn trước quá nhiều sự lựa chọn, bạn không nên giấu kín trong lòng mà nên tâm sự với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Quá trình trao đổi sẽ giúp bạn có những hướng đi mới, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, xa lạ. Tử vi tuổi tỷ tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch, vận trình tình duyên của người tuổi Tỵ vẫn còn lắm thăng trầm. Bạn khó có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại, song trước khi trách móc người khác, bạn cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân mình. Người độc thân vẫn còn thích đắm mình trong thế giới riêng hơn là dành thời gian cho một ai đó khác. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng hoặc nhận được sự quan tâm của những người khác giới, bạn vẫn có vẻ rất thờ ơ lựa chọn có đến với một ai đó hay không là hoàn toàn nằm trong tay bạn tuy nhiên bạn nên biết quý trọng những người thực sự quan tâm đến mình hơn cho dù không muốn tốn thời gian với đối phương đi chăng nữa thì bạn cũng nên cư xử một cách lịch sự tình cảm của những người đã lập gia đình có dấu hiệu phai nhạt ít nhiều trong khoảng thời gian này có thể là vì bạn quá bận rộn với sự nghiệp nên ít có thời gian quan tâm đến các thành viên trong nhà hơn bạn không nên để mặc tình trạng này tiếp diễn tốt nhất hãy sắp xếp công việc để có thể cân bằng sự nghiệp với cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau. Nếu ai cũng chỉ biết làm việc của người ấy thì tình cảm đôi bên sẽ nguội lạnh nhanh chóng, cả bạn và người ấy đều sẽ cảm thấy rằng mình có thể sống mà không cần đến đối phương. Tử Vi tuổi Tỵ tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. May mắn là tình trạng sức khỏe của người tuổi Tỵ không có dấu hiệu suy giảm đáng ngại trong tháng 11 âm lịch bạn vẫn có đủ sức để tiếp tục các công việc hàng ngày thậm chí tinh thần lạc quan còn khiến bạn cảm thấy tràn trề sức sống sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ được giao tuy nhiên dù ở lứa tuổi nào đi nữa bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sinh hoạt ăn uống điều độ hạn chế tham gia vào các buổi tiệc tùng xã giao cũng như làm việc quá sức bạn cũng nên sắp xếp thời gian dành để rèn dàn luyện thể dục thể thao khiến cơ thể dẻo dai hơn Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, tinh thần hăng hái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Tuổi ất tỵ thuộc mệnh hòa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, quan hệ xã giao thuận lợi, thích hợp ký kết làm ăn. Quý nhân, ngọ, hợi tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, chớ nên trần trừ, do dự khi các cơ hội xuất hiện trước mắt. Quý nhân, mão, sửu. Tiểu nhân, thân, mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, nên cân bằng công việc với cuộc sống, chớ thờ ơ với gia đình. Quý nhân, tuất thìn. Tiểu nhân, hợi dần. Màu sắc may mắn cam, đen. Tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, Nam thủy diệu, nữ Mộc đức. Khẩu quyết chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, thích sống trong thế giới riêng. Quý nhân, mùi thân. Tiểu nhân, ngọ dậu. Màu sắc may mắn trắng, đen. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình Tử Vi của tuổi Tỵ trong tháng 11 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại